nữ hoàng Vương quốc Anh mở cửa văn phòng xanh nhất thế giới, tin từ Manchester. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và công tước xứ Edinburgh đã đến Manchester vào hôm thứ Năm để chính thức khánh thành một tòa nhà mới được quảng cáo là văn phòng xanh nhất thế giới. Một tấm bảng cho biết tòa nhà trị giá 100 triệu bảng Anh có 14 tầng, có thể chứa đến 3.500 nhân viên. Tòa nhà có một số tính năng thân thiện môi trường, bao gồm hệ thống chứa và tái chế nước mưa và một hệ thống hấp thụ nhiệt. Cặp vợ chồng hoàng gia sau đó đã đến thăm khu nhà máy thanh niên để gặp các nhân viên và các thành viên. Nữ hoàng và công tước đã được các học sinh tặng hoa và đã gặp nhiều người sử dụng trung tâm thanh thiếu niên, trong đó có các võ sĩ, những vận động viên đua xe đạp và cưỡi tạ. Tổ chức từ thiện cho thanh thiếu niên này cung cấp các hoạt động thể thao và nghệ thuật cho khoảng 2.500 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 8 đến 21 ở tại một trong những khu vực nghèo nhất của thành phố.